Rồi, hello, xin chào anh em buổi sáng. Hôm nay em có một cây cần cho anh em, một cây cần ca nhắc. Cần này của TL26 anh em. Con này thì đầu bò chén kẹp chống quấn cỏ luôn ha. Có cái miếng miếng này bảo vệ ốc nè, nó hơi cong cong thì anh em về đây lại. Đây, mà anh giao băng luôn. Đó. Đầu bò bầu luôn ha, chống quấn cỏ. Cạn cỏ thì nó ở đây nha anh em, chưa có gỡ băng keo ra. Cần thì thẳng hết đó. Con này thì cần zin của TL26 nha anh em, TL26 261. Con này á là được cái có bộ tay go bóp luôn đó, tay go bóp ngon lành luôn anh em. Nó có cái công tắc trên đây ha, công tắc đây mình gạt lên nè, gạt lên gạt xuống để mình điều chỉnh ga. Mình gạt xuống hết là mình lên ga là không được nha, mình gạt đưa về thì mình lên nửa ga, mình gạt lên hết thì mình sẽ lên được hết ga đó anh em. Xịn sò luôn ha. Rồi sáng hôm nay thì có dư ra cây cần này thôi, thì cũng bán cho anh em mở hàng buổi sáng. Này này thì bao da luôn nha anh em, êm lắm nha. Này thì nó cần Nhật bãi về á, nó êm ái cực kỳ luôn. Này rồi chén rồi nó cũng còn rất là đẹp anh em, tôm này cũng còn đẹp đó. Rồi thì nguyên cái bộ này nó cũng có dính cái tay lái luôn anh em. Bộ này thì bán cho anh em 450 nhé. Anh em nào mua thì liên hệ với em rồi cho địa chỉ em gửi hàng nhé. Cần Mitsubishi TL26 261 23 231 anh em đều lắp được nha. Rồi, một bộ tay ga bóp luôn ha. Với cây cần này luôn thì bán cho anh em 450. Anh em nào mua thì anh em liên hệ với em nhé. Số điện thoại của em là 034 434 1710 nha anh em. Rồi, ngoài ra thì máy cưa cũng có. Anh em nào thích máy cưa thì anh em liên hệ ha. Ở đây có một cái đầu Mitsubishi TL33 này nè, Mitsubishi TL33 này à, nằm đó ha, anh em nằm mua liên hệ. Với ngoài ra thì bên em có về bình xăng con anh em, về bình xăng con á, nay về được 100 mấy chục cái anh em. Thì hàng của anh em đặt anh em sẽ trả đơn cho anh em xong ngày hôm nay. Đây bà cũng đang ngồi đóng hàng cho anh em nha, đó, bà đóng hàng rất là kỹ mỹ luôn nha anh em. Đó, thời gian rảnh thì bà cũng đóng hàng đó, bỏ vô hộp thôi, công việc cũng nhẹ nhàng anh em đó. Nội dán ít thôi, dán cái mép ngoài thôi, vô bưu điện người ta còn còn gỡ ra, dán xíu mép ngoài được rồi đó anh em ha. Rồi đơn hàng của anh em nè, người đặt thì 5 cái, 2 cái, 3 cái, rồi 1 cái, đó là quyền lợi của anh em nhé. Anh em đặt 1 cái thì em không có bao ship được, và anh em đặt 2 cái trở lên thì em sẽ hỗ trợ phí ship cho anh em đó. Thì anh em nào mua thì liên hệ với em nhé. Giá của nó em đang bán giá xả nha anh em, giá rẻ cho anh em về anh em bỏ vô xài, anh em trải nghiệm cái bình xăng con Nhật bãi, tháo máy này ra xem coi nó có ngon hay không nha anh em. 140.000 một cái nhá, một cái thì không bao ship, mà bán một cái này thì tặng kèm cho anh em một cái núm bơm luôn, núm bơm xịn sò luôn ha. Về anh em có rách hay gì đó anh em bỏ vô thay đó, nói chung là hợp lý để cho anh em mua. Rồi số lượng thì có hạn thôi. Rồi, còn cái cần này anh em nào mua thì cứ liên hệ với em nhé. Rồi, bye bye anh em nha. Cảm ơn anh em đã xem và theo dõi video nhé. Anh em nào chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh. Bấm chuông theo dõi ủng hộ để săn đón những cái mặt hàng bên em sale lên giá rẻ, cực kỳ tốt, giá sốc đó, cho anh em nhé. Rồi, bye bye anh em.